Cái này là tự làm nhà luôn hả chị? Quá trời khéo tay luôn. Hàng này là độc quyền nè. Mà chị làm thêm một trái nữa giống như là bảo đảm chân ngon lắm thì những con trái lẻ loi trời nè, tự nhiên nó có cái càng đẹp với con mình nó. Còn thằng này giống giống này nhưng mà thằng này không có ghi gì hết, đúng không? Đúng không? Cái càng nó hơi giống giống nhưng mà bên đây cái này là một cặp luôn á, ông ba trái thôi, không kêu lấy một cặp rồi. Thì đó em mới nói nè, còn thằng này nó ổn không? Thằng này nó nằm con mình á, nó có cái càng đẹp không nhưng mà con mình nó ổn không? Quá ổn, trời ơi, chịu rồi đúng không? Lấy lo con mười nè. Quá trời đẹp luôn ơi. Lấy cho em cặp này đi. Cái này nè. Cái này với cái này. Nhưng mà thấy nó cũng ok cho hả kệ. Thế nào? Này với này. Hai trái này đúng không? Dạ. Hai thằng này cao hơn, trả tiền cao hơn nha. Cái thằng này nhỏ nhỏ này 130 nha. Không biết, lấy đó. Lấy bán sao tao ủng hộ nữa cho. Em quay cái clip này em đăng lên cho chị ủng hộ bán giùm chị luôn nè. Cái địa chỉ này là ở đâu ta? 961 Phạm Văn Đồng đúng không? Lấy cho em cặp đó nha. Quá trời luôn. Trời ông kia hôm qua cũng đến quay phim quá trời quá đất. Ông lấy một lúc khó cặp luôn. Với dưới hàng này độc quyền mà ở sâu đất này đâu có chỗ nào bán này đâu. Em gà em đi quay là em thấy lắm mà em địa lắm mà tại em đi ngược chiều thôi. Có bán mà người ta là mua lại. Trời ơi nãy em chạy gì đó nhà cái nó chết bà rồi quên mua cái này rồi chạy nó ra đó. Báo tiền thăm nha. Ủa là sao này là sao? Ý là người ta có bán nhưng mà tao đi mua lại chứ mà tự làm không mua. À đúng rồi, mấy cái chỗ khác thấy người ta mua lại đó mà. Ta mua lại ta không có dơ nhưng mà. Người ta mua lại nên tiếng bà nó bán. Nhìn bà chủ nè. Trời ơi, Tòn từ đầu tới đuôi Tòn là kiếm tiền không? Vàng. Dắt vàng, bà chủ dắt vàng. Đó là vàng, kiếm tiền mất giá. Rồi ai ủng hộ thì đến gì? Gì 961 gì anh? Nói lại coi. 961 Phạm Văn Đồng ủng hộ cho anh chị bán được nhiều mua bán đất nha cả nhà ơi. Quá trời luôn. Cái này gọi là vừa dắt vàng hả? Hàng này chân Tết là bao luôn ha cả nhà ơi. Đúng không anh? Bao tới mùng 10 luôn đúng không? 15 luôn. 15 luôn.